Thân mật và tiếp tục giao lưu. Cho chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nghệ Tĩnh Mình Đây, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Ngọc Huyền, giải nhất Sao Mai Hà Tĩnh năm 2017. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo phòng PC06 công an tỉnh Hà Tĩnh, PC06 công an tỉnh Nghệ An, kính thưa các bác nguyên lãnh đạo phòng PH1 công an tỉnh Nghệ Tĩnh, thưa các anh các chị cùng tất cả các bạn thân mến, hôm nay giữa những ngày tháng 8 mùa thu lịch sử, trên bãi biển Cửa Lò thân yêu, chúng ta hồi tụ về đây tay bắt mặt mừng để thăm hỏi nhau và ôn lại những kỷ niệm vui buồn của một thời đã qua, một thời dài ngờ, một thời để nhớ. Về dự buổi gặp mặt hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí thường tá Đặng Ngọc Duẩn, phó trưởng phòng PC06 công an tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí trung tá Nguyễn Văn Sơn, phó trưởng phòng PC06 công an tỉnh Nghệ An. Về phía các đồng chí nguyên lãnh đạo phòng H1 công an tỉnh Nghệ Tĩnh, có bác Hồ Văn Hiến. Bác Hiến thì có đăng ký đến hội nghị ta, nhưng mà chiều nay bác đau cho nên bác không đến được, xin báo cáo các bác như vậy. Bác Phan Kỳ Lục năm nay cũng đã trên 80 tuổi, mời bác Lục đứng dậy ạ. Cảm ơn bác. Bác Phan Văn Luyện năm nay cũng là 79 tuổi, xin mời bác lên. Cùng sự có mặt của 149 anh chị em, các chị và các bạn của chúng ta. Do điều kiện phần công tác không đến từ buổi gặp mặt được, lãnh đạo công an tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An có gửi hai lãng hoa đến chúc mừng từ buổi gặp mặt của chúng ta. Để nghề kiện các bạn. Thưa các đồng chí, vào khoảng thời gian này, cách đây 46 năm về trước, từ những cô cậu học sinh vừa rời ghế nhà trường, chúng ta được tuyển dụng vào ngành công an để cùng các anh chị ở các đơn vị khác được điều động về phòng PH1 công an tỉnh Nghệ Tĩnh làm nhiệm vụ cấp phát chứng minh nhân dân. Sau ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, để bỏ thống nhất một loại giấy tờ tùy thân cho mỗi công dân và góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Ngày 11 tháng 5 năm 1976, Chính phủ ban hành Nghị định 43CP về cấp phát chứng minh nhân dân. Mỗi ngày nào đó, hơn 300 cô cậu học sinh thôn quê còn bỡ ngỡ, mi tao giờ đây đã thành ông, thành bà và có người đã thành cố. Có người là phó giáo sư, tiến sĩ, là anh hùng lực lượng vũ trang, là chiến sĩ đi quân toàn quốc. Nhiều người là sĩ quan cấp cao, giữ chức vụ lãnh đạo ở các đơn vị. Sau bao nhiêu năm công tác chiến đấu và phục vụ nhân dân, chúng ta đã được nghỉ hưu theo chế độ
cũng có những đồng chí chuyển ngành, có đồng chí vì nhiều lý do khác nhau về với gia đình chăm lo ruộng vườn. Và trong số hơn 300 con người đó, chúng ta đã có gần 30 đồng chí vĩnh viễn ra đi. Đối với các bác nguyên là lãnh đạo phòng H1 và các em các chị các đơn vị khác được đầu đồng với phòng H1, hầu hết tuổi đã cao, nhưng hôm nay không quản ngại đường xá xa xôi vất vả để đến với cuộc hội ngộ ấm cúng đầy tình nghĩa này. Thật cảm động với những cái bắt tay nồng ấm, những cái ôm thiết tha đầy nước mắt sau bao năm xa cách. Với thời gian gần một ngày ở bên nhau, ta phải nói hết những điều muốn nói, kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm tình, và trong đó có cả những điều ngày xưa không dám nói, đến nay thì đã muộn rồi. Với mục tiêu vui là chính, chúng ta phải sống lại với tuổi trẻ và cháy hết mình. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc buổi gặp mặt thân mật cán bộ chiến sĩ tham gia cấp phát chứng minh nhân dân phòng H1 Công an tỉnh Nghệ Tĩnh thời kỳ 1976-1980. Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc mẹ quốc chúng ta thật vui. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình xin kính mời đồng chí đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm lên trình bày diễn văn. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các anh, các chị, thưa các bạn thân mến. Hôm nay, ngày 13 tháng 8 năm 2022, tại khách sạn 32, thị xã Cửa Lò, chúng ta long trọng tổ chức buổi gặp mặt vô cùng ý nghĩa với dòng ma kẹt lung linh. Hân hoan chào đón các vị khách quý, các anh, các chị cùng các bạn tụ hội về đây nhân dịp kỷ niệm 46 năm lớp chứng minh nhân dân Công an tỉnh Nghệ Tĩnh 1976-2022. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các anh, các chị, thưa các bạn, hơn 2 tuần nay, chiếc điện thoại thông minh của chúng ta đã phát huy hết chức năng vốn có của nó. Trên nền tảng Zalo đã xuất hiện một nhóm trên 110 người tham gia. Đó là nhóm mang tên Hội cán bộ chiến sĩ cấp phát chứng minh nhân dân Công an Nghệ Tĩnh giai đoạn 1976-1980. Cứ vậy, từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya, điện thoại của mỗi người lại rinh rang sôi sục trên không gian mạng. Những lời chào hỏi, giới thiệu, những câu chuyện, những kinh nghiệm ùa về chất chứa yêu thương. Những câu hỏi trên Zalo đại loại như: anh ơi, anh còn nhớ em không? Bạn ơi, chắc bạn đã quên mình rồi. Sao tôi lại chưa có tên trong danh sách? Vân vân. Có người còn đăng ảnh tư liệu, kỷ vật quý giá còn lưu giữ. Người thì đăng ảnh thời còn xuân sách để mọi người đến dễ nhận ra. Các chị còn hẹn quyết tâm ngủ chung một đêm để nhớ lại gian phòng tập thể, những chuyến công tác như những ngày xưa. Thật bồi hồi xúc động, những chàng trai cô gái tuổi 18 đôi mươi ngày đó, nay người ít nhất cũng ngấp nghé tuổi 65, vẫn nhớ về nhau trân trọng nghĩa tình. Kính thưa các anh, các chị cùng các bạn thân mến, năm 2006, nhân kỷ niệm 30 năm lớp chứng minh nhân dân Công an Nghệ Tĩnh, chúng ta đã tổ chức buổi tọa đàm gặp mặt lần thứ nhất rất trang trọng ấm cúng. Xem lại video clip cách đây 16 năm mà các bạn đăng lên, làm cho một chúng ta thật sự bồi hồi, chứa chan cảm xúc. Bài diễn văn trung tâm ngày đó ôn lại truyền thống quá trình hình thành lớp chứng minh nhân dân Công an Nghệ Tĩnh đã rất đầy đủ, khúc chiết. Hôm nay chúng ta chỉ nhắc lại một số điểm nhấn nổi bật sau đây. Năm 1976, sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, việc quản lý con người, tôn trọng quyền tự do đi lại của mỗi người dân, công tác đấu tranh với các loại tội phạm đòi hỏi người từ đủ 14 tuổi trên toàn lãnh thổ phải có một loại giấy tờ mới, giấy tờ tùy thân phù hợp khoa học. Trước tình hình đó, chính phủ đã ban hành nghị định 43/CP về việc cấp phát giấy tờ tùy thân. Giấy tờ được lấy tên là chứng minh nhân dân, thay thế căn cước ở miền Bắc và các loại giấy thông hành của chế độ cũ ở miền Nam.
thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an đã giao cho Công an các tỉnh, thành phố phải gấp rút triển khai. Chính nhờ chủ trương này mà phần lớn chúng ta đang ngồi ở đây đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ Công an Nhân dân. Đối với Công an Nghệ Tĩnh, lớp chứng minh nhân dân bao gồm các anh chị là bộ khung của phòng án 1, nay là PC06, và từ các đơn vị của Công an tỉnh cùng các tân binh mới được tuyển dụng dịp cuối năm 1976. Sau 3 tháng học nghiệp vụ cấp phát chứng minh nhân dân, chúng ta đã chia 43 tổ, mỗi tổ từ 8 đến 10 người, tỏa đi khắp các huyện, thành phố, thị xã để trực tiếp làm chứng minh nhân dân cho mọi người dân trong độ tuổi. Ngày đó, mỗi tổ công tác của chúng ta có 2 độ tuổi. Các anh chị đã có thời gian công tác trong ngành là tổ trưởng, tổ phó, tổ viên là các cô gái, chàng trai mới 18 đôi mươi. Lốp xe đạp, dấu chân của chúng ta đã in dấu muôn nơi trên mọi nẻo đường. Từ miền duyên hải đến biên giới xa xôi, mỗi thôn xóm, bản làng, khu phố, theo địa bàn phân công, chúng ta đều đi đến tận cùng. Chúng ta có quyền tự hào để nói rằng, thời gian ấy, đội ngũ cán bộ chiến sĩ cấp phát chứng minh nhân dân là những người gần dân nhất, phục vụ nhân dân tốt nhất, thiết thực nhất, hiệu quả nhất. Chỉ trong vòng 4 năm, chúng ta đã hoàn thành các giảng phủ sóng hàng chục vạn giấy chứng minh nhân dân với nhiều công đoạn như lập danh sách, hướng dẫn viết tờ khai, miêu tả đặc điểm nhân dạng, lăn tay chụp ảnh, in ảnh, cắt giả đẹp, vân vân. Một tấm chứng minh nhân dân như vậy sẽ có giá trị đến tận hôm nay hơn 40 năm. Cho dù năm 2020, chủ trương của Bộ Công an cấp đổi giấy tờ tùy thân có gắn chip theo công nghệ 4.0, thì đến hôm nay giấy chứng minh nhân dân vẫn còn nguyên giá trị sử dụng. Hoàn toàn không quá lời khi chúng ta nói rằng chủ trương cấp chứng minh nhân dân là một kỳ tích. Cán bộ cấp phát chứng minh nhân dân chúng ta đã làm nên kỳ tích đó. Các anh chị, các bạn ơi, chiếc xe đạp, chiếc xương sắt của cán bộ chứng minh nhân dân xứng đáng là những kỷ vật huyền thoại. Nó càng xứng đáng được đặt ở vị trí đáng trọng trong phòng truyền thống cảnh sát nhân dân. Khi các bạn đăng ảnh lên nhìn lại kỷ vật mà rưng rưng nước mắt, gửi cho mỗi chúng ta nhớ về một thời oanh liệt, bộ cảnh phục màu vàng luôn đẫm mồ hôi, đèo cao vực sâu, mùa hè gió Lào bỏng rát, mùa đông lạnh khát xa các thịt. Chiếc xe đạp ca tàng vẫn lốp, hầu hết các cụ thùng đều rều rã, nhưng chiếc xương sắt vẫn buộc chặt đến đó đầy ắp tài liệu. Thêm một ít tin tư trang, chúng ta đã hân hoan đến những chặng đường. Thời ấy, thời bao năm, gian nan, ăn không đủ no, mặc không đủ đẹp, mồ hôi nước mắt chứa chấp. Nhưng với nghị lực của tuổi trẻ, với khoảng thời đẹp nhất của đời người, chúng ta đã cống hiến hết mình. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các anh, các chị, thưa các bạn, sau khi hoàn thành được cao điểm cấp phát chứng minh nhân dân, một số anh chị em tiếp tục công việc này. Đa số được phân công về công tác ở các đơn vị khác thuộc Công an Nghệ Tĩnh và từ năm 1990 thuộc Công an Hà Tĩnh và Nghệ An. Dù ở cương vị công tác nào, với truyền thống lớp chứng minh nhân dân, chúng ta đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ. Kính thưa các chị, các anh, thưa các bạn thân mến, cho đến hôm nay, đại đa số chúng ta đang viên mãn với vai trò làm cha làm mẹ, lên chức ông bà, có người có chắc gọi bằng bố. Thời gian gần nửa thế kỷ trôi qua, thật nghẹn ngào khi chúng ta thậm chí không còn nhận ra nhau. Mắt mờ chân chậm, hình thức đã tạm xưa rất nhiều. Nhưng kỷ niệm về một thời thanh xuân sôi nổi, chúng ta không thể nào quên, cứ sụp sôi âm ỉ. Kỷ niệm ngày xưa ấy, thiết nghĩ nó như những đóa hoa. Hôm nay đây, chúng ta như những người đang cầm chiếc bình vô hoa tưới lên những nụ hoa. Kính thưa toàn thể anh chị em, trước khi về dự buổi gặp mặt thân mật này,
ngoài sự hân hoan hồi hộp, một sự thật không thể chối bỏ là sau 46 năm ngoảnh lại, trong mỗi chúng ta đều mang nỗi niềm dây dứt, ít nhiều chúng ta đều có lỗi với nhau. Bao nhiêu cảnh đời của các gia đình chúng ta chưa kịp thời chia sẻ, nhiều đồng chí đã về bên kia thế giới mà chúng ta không biết để đến cúng viếng. Đợt gặp mặt này đã vắng quá nhiều, số ít vì lý do gia đình, còn lại do bệnh tật già yếu, một số không đến vì đã mãi mãi. Hôm nay với tấm lòng thành kính nhất, cho phép tôi được thay mặt các anh, các chị, các bạn cáo lỗi với các gia đình có hoàn cảnh và những đồng đội đã bảo vệ. Thôi nhé, chuyện phân nữ tha thứ đã xong. Hôm nay đây chúng ta đã được gặp lại nhau. Nào anh, nào chị, nào bạn, nào em, tay bắt mặt mừng, vui không kể xiết. Kỷ niệm cô về, muôn người muốn nói. Hôm nay đây Hà Tĩnh, Nghệ An về lại với nhau, vẫn chung một phách nhịp điều vĩ dặm quê hương, vẫn trong một vòng tay nghĩa tình son sắt. Vì vậy chúng ta hãy gác lại những ưu tư, hãy vui hết đêm nay, hòa chung chén rượu nghĩa tình. Xin kính chúc các vị khách quý, các chị, các anh cùng các bạn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin được đặt một câu cảm thán cho cuộc gặp mặt lần này là: lớp chứng minh nhân dân công an Nghệ Tĩnh 46 năm thương nhau tìm về. Sau đây, để tưởng nhớ các đồng chí lớp chứng minh nhân dân công an Nghệ Tĩnh đã từng trần, xin kính mời tất cả các chị đứng dậy để làm cuộc mặc niệm. Để tưởng nhớ các anh chị em lớp chứng minh nhân dân công an Nghệ Tĩnh giai đoạn 1976-1980 đã từng trần, phút mặc niệm bắt đầu. Thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban liên lạc, ban tổ chức và cùng toàn thể các đồng chí thân mến, kính mến. Được ban tổ chức giới thiệu, tôi xin được phép phát biểu cảm tưởng như sau. Hát tiếng bom, lấy tiếng hát, hát tiếng thở dài. Và đến hôm nay, chúng ta đã nghỉ hưu, trở về với nơi đường, với ông bà, với gia đình, vợ chồng, con cháu xuống về trợ. Và hôm nay chúng ta đã trở thành ông bà cụ cố. Mặc dù sức khỏe có phần yếu vì tuổi già bệnh tật, nhưng chúng ta vẫn tươi cười rạng rỡ, hạnh phúc tự hào, biết bao. Cảm ơn ý kiến. Xin cảm ơn. Thư tiến sĩ đại tá Phạm Quang Phúc, nguyên trưởng khoa Đại học Cảnh sát, lên phát biểu cảm ơn. Các bạn thân mến, thật là cảm động khi được ban tổ chức giới thiệu để tôi phát biểu cảm tưởng. Bởi vì cũng rất bất ngờ, nhưng tôi cho rằng là phát biểu buổi lễ hôm nay, tại buổi lễ hôm nay, tôi vẫn nhớ rằng và nghĩ rằng đây là một lần được coi là lịch sử trong cuộc đời mà chúng ta đã từng cống hiến. Trong lần kỷ niệm lần thứ nhất năm 2006, chúng tôi không về được, hoặc nhiều người không về được. Hôm nay, lần thứ hai, có nhiều người cũng về được, và trong đó chúng tôi cũng về được. Tôi cũng một số người công tác tại Hồ Chí Minh, cho nên cũng phải cố gắng để về. Hôm nay thật sự nhân duyên tuyệt vời để anh chị em chúng ta có mặt gặp nhau ở cái độ tuổi trên dưới thất thập
tâm tư, tình cảm thật xúc động, khó tả trong buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này. Giờ phút này mà nói từ kết thúc thì quá đầy lưu luyến và rất là cảm động rào rất. Thưa quý vị đại biểu cũng như là các anh, các chị em, bài diễn văn của đồng chí Nguyễn Trung Thiêm và ý kiến phát biểu chia sẻ của bác Lào Thanh, các liền Lào Thanh cùng ý kiến của Thanh Phúc. Niềm vui hạnh phúc của dân làm niềm vui của mình, nhiệm vụ tác công ăn vinh quang bảo vệ an ninh cho nhân dân, về dân hiến quân thù tàn ác, vì tổ quốc quyết tâm quyết tâm, vì nhân dân yêu thương hy sinh, vui chiến thắng chúng ta cầu hát mừng, đội khác sông gọi về tới biên giới. Chân vào tay áo mèo sao đó,
xa sông ngòi về nơi miền Tây, rừng sâu biên giới miền núi xa xôi. Ta yêu đất nước tuyệt vời, đêm hôm canh gác biển trời, ra sân giữ gìn tổ quốc ta yên vui. Nhà máy công trường tỏa khói nơi nơi, đồng quê bát ngát ruộng lúa xanh tươi. Vui sau khi phố rộn ràng say đi chân bước nhịp nhàng, ngắm anh tiếng còi rộn ràng trong tim bao người.